Đại chiến An Thiện. Ai, còn chưa trả lời. Mới sáng sớm mà ra đây làm bài tập rồi. Không phải. Ý, ăn đồ ăn trước đi. Em không muốn ăn, anh ăn đi. Em sao vậy? Lúc gần đây em có gửi bản thảo tới các nhà xuất bản, định là làm tác giả tự do. Nhưng em vẫn chưa nhận được sự phản hồi. Thất Bả Xoa nổi tiếng như vậy, bản thảo của em họ cũng không cần hả? Em không dùng bút danh Thất Bả Xoa để gửi bài. Tại sao vậy? Vì trước đây em đã dùng thân phận Thất Bả Xoa xuất hiện trong buổi ký tặng sách, nhưng bị ba má em phát hiện được. Họ muốn em tập trung học hành, không muốn em tiếp tục viết sách nữa. Nên em sợ để ba má phát hiện, phạt em không cho em ra ngoài đó. À, cho nên em muốn lén lút làm việc tự do, nhưng lại không thể dùng bút danh Thất Bả Xoa. Đúng rồi. Bây giờ mỗi lần nhắc tới ba chữ Thất Bả Xoa, em đều cảm thấy áp lực lớn lắm, mất hết cảm hứng à. Cho nên anh cũng đừng nhắc nữa. Anh hiểu mà. Má mi của anh cũng là nhà văn. Anh cũng biết là nhà văn kiếm sống dựa vào cảm hứng mà. Mặc dù má anh không có nổi bằng em, nhưng cũng đã viết tiểu thuyết bao nhiêu năm nay, cũng coi như là một miếng gừng già rồi. Biết đâu có thể giúp được cho em. Má mi anh. Má mi của anh. Thôi thì tối nay em lên nhà anh ăn cơm đi. Để sao đi, em còn bài luận sắp phải nộp nữa. Lại để sao? Thật ra người nhà của anh đâu phải sư tử, hổ báo. Nói chuyện khó nghe chút thôi, em không cần sợ. Cô có phải là Thất Bả Xoa không? Đúng rồi đó. Tôi thích đọc tiểu thuyết của cô lắm, có thể cho tôi xin chữ ký không? Xin lỗi nha, tôi thấy không được khỏe. Tôi đi trước. Quên đi. Tập trung ăn cơm đi, ở đó bấm điện thoại hoài. Dạ. Kệ đó đi anh hai, khó khăn lắm thằng An mới hẹn hò, lại còn là nhà văn lớn nữa. Có tình yêu, uống nước cũng thấy no mà. Nhưng vì cảm thấy kỳ lạ nha Kim Thành An, với tính cách của con, theo đuổi được Thất Bả Xoa mà không thể nào không đưa về nhà diễu võ dương oai chứ. Thật ra con có kêu rồi, kêu mấy lần luôn, nhưng mà cổ vẫn không chịu, định chịu thôi. Gặp người lớn mà, tất nhiên phải mắc cỡ chút rồi. Vậy sao? Theo như những gì má biết, cổ cũng mặt dày lắm mà. Thật ra Bonnie cũng từng lên đây rồi mà, mọi người từng gặp mặt rồi mắc cỡ cái gì chứ. Con nghĩ chắc là cổ gần đây nộp bản thảo khắp nơi mà chưa thấy phản hồi, tâm trạng không tốt nên không lên mà thôi, con thông cảm. Nhà văn lớn Thất Bả Xoa, bản thảo không ai lấy hả? Đúng rồi, sách của cổ bán đắt như vậy đâu phải là chị hai. Sao đi, sách của chị bán chậm lắm hay sao? Bán đắt lắm, bán tới không còn hàng luôn. Sao vậy, tác phẩm của bạn gái con không ai thèm hả? Thật ra là như vậy, ba má của cổ không thích cổ viết mấy cái này đâu. Bonnie vì không muốn để ba má cổ biết, cho nên mới không dùng bút danh Thất Bả Xoa. Mọi người biết rồi đó, phong cách viết của Thất Bả Xoa đại chúng như vậy, nhiều khi còn khiêu chiến với giới hạn đạo đức của thế tục. Cho nên cô không để ba má cô biết cũng là dễ dàng thông cảm mà. Con nói Thất Bả Xoa không đạo đức hả? Mami, con thừa nhận vốn từ của con ít, nhưng mà không có đạo đức với khiêu chiến giới hạn đạo đức hình như là hai chuyện khác nhau kia mà. Bé hai à, hình như hôm nay cô đang bực mình lắm, có phải vậy không? Lại còn trút giận khắp nơi nữa. Đúng rồi, đúng là con cảm thấy ngứa mắt. Một nhà văn giỏi thì phải biết dùng tác phẩm của mình để cảm hóa độc giả. Nếu như phải nhờ bút danh mới làm nên chuyện, chị thì phải kiểm điểm lại những tác phẩm của mình rồi. Chà má mi, má đúng là từ ngữ như ngực châu ngầu quá. Là từ ngữ như ngọc châu. Với lại cái này kêu là sự thật đã được biết. Má mi à, thật thì má dù sao cũng là nhà văn lớn, quen biết sâu rộng. Má cảm thấy má có cơ hội giúp cho Bonnie hay không hả má? Con muốn má giới thiệu biên tập cho nó hả? Mặc dù con biết là Thất Bả Xoa và Thượng Thiện, địa vị của hai tác giả có chút khác biệt, kêu một người thấp đi giúp cao thủ đúng là có hơi khó xử. Con nói địa vị của má thấp sao? À không, má mi, ý con là má, khoảng cách giữa má với lại Thất Bả Xoa thật ra chỉ thiếu một chút thôi. Nhưng má thắng ở đâu, ở quan hệ rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Má cứ coi như giúp đỡ hậu bối ưu tú đi. Hay là má cảm thấy Thất Bả Xoa xuất sắc hơn má nhiều, cho nên má muốn thấy cổ thất bại, con hiểu má mà sợ nó hả? Má biết một biên tập họ Âu, đúng lúc nhà xuất bản của ổng muốn chiêu mộ như tác giả mới. Cảm ơn má mi. Má chưa nói xong. Da mặt bạn gái con mỏng như vậy, dù má chịu giới thiệu cũng chưa chắc chịu xuất hiện đâu ha. Má mi à, chỉ cần má chịu giới thiệu con sẽ có cách. Nó chịu ra mặt, má chịu giới thiệu. Cảm ơn má mi. Chỗ này mắc tiền lắm đó, không phải anh xài hết tiền tiêu vặt rồi sao? Yên tâm đi, hôm nay có sếp lớn.
Má Mi. Anh nói đi ăn cơm mà, sao hẹn má anh luôn vậy? Thì em đâu muốn kiếm thêm mà, má nói giới thiệu biên tập cho em đó. Đừng có hỏi nhiều nữa, đi thôi. Tới rồi hả? Ừ. Bác gái, xin giới thiệu với ông, đây là con trai tôi Kim Thành An. Xin chào. Đây là bạn gái của nó Bonnie, đây là biên tập Âu. Xin chào. Xin ông. À, cô chính là tác giả mới Bonnie mà Thượng Thiện nhắc tới đó hả? À, dạ phải. Ý, à, nhìn mặt cô thấy quen lắm nghe. À, cô là Thất Bả So. Buổi ký tặng sách lần trước cô có xuất hiện. Đúng rồi, cổ thông minh lắm. Trẻ tuổi như vậy đã là nhà văn lớn Thất Bả So rồi. Sách của tôi còn không bán đắt bằng cổ. Ông Âu, thực ra thì gần đây Bonnie cũng đã viết rất nhiều tiểu thuyết mới đó. Ý, giữa cô với bên ông Hà đã chấm dứt hợp đồng rồi sao? Nếu đúng là vậy, nhà xuất bản chúng tôi rất hoan nghênh Thất Bả So hợp tác đó. Tôi muốn dùng bút danh mới, không muốn dùng tên Thất Bả So nữa. Nhưng mà Thất Bả So mới có giá trị thương nghiệp mà. Cô cực khổ như vậy mới làm nên được Thất Bả So, bây giờ mới đi từ bỏ, có phải uổng phí không? Có rất nhiều người muốn làm Thất Bả So cũng không làm được. Tôi xin lỗi, tôi thấy không được khỏe, tôi đi trước đây. Bonnie. Thất Bả So có chuyện gì vậy? Không biết nữa, chắc đã làm chuyện gì trái với lương tâm rồi. Bonnie, tại sao em khóc vậy? Tại sao anh gạt em, không cho em biết là má anh cũng tới chứ? Thì anh không muốn nhìn thấy em buồn, anh muốn giúp em thôi mà. Em không cần anh giúp. Tại sao em phải như vậy? Má Mi, anh cũng chỉ tốt bụng muốn giới thiệu ông biên tập cho em biết mà thôi. Em đã nói với anh là đừng bao giờ nhắc tới ba chữ Thất Bả So này nữa mà. Anh biết, nhưng mà bút danh Thất Bả So của em nổi tiếng như vậy, người ta nhắc tới cũng bình thường. Hơn nữa, nếu em không muốn dùng bút danh này nữa thì từ từ nói chuyện thôi. Tóm lại đừng tự tung tự tác làm những chuyện dư thừa này nữa. Làm ơn đó. Quên đi. Tất cả cũng là tại má. Sao trễ vậy? Má Mi à, hồi nãy ở trong nhà. Tao nói đã, vừa hút bụi vừa nói đi, tiết kiệm thời gian. Được. Má Mi à, hồi nãy ở nhà hàng, sao má cứ liên tục nhắc tới Thất Bả So? Bonnie cũng đã nói là không thích nhắc mà. Má chỉ hứa là giới thiệu ông Âu cho nó biết thôi mà. Má đâu có hứa là không nhắc tới Thất Bả So. Má làm cho Bonnie rất là buồn, cô nổi giận với con đó má à. Trời, con còn dám trách ngược lại má hả? Con có biết má phải nhờ vả bao nhiêu người, ông Âu mới chịu gặp chúng ta một tí đồng hồ. Kết quả thì sao? Bạn gái con nói chưa được hai câu thì bỏ đi. Má phải xin lỗi ông Âu nhiều lắm đó, còn trách má nữa hả? Người ta là con gái mà, tất nhiên da mặt phải mỏng rồi. Bác Thượng Thị má giúp đỡ đã mất mặt lắm rồi, mới còn liên tục nhắc Thất Bả So. Má thực sự không bằng Thất Bả So đó sao? Đây không phải là trọng điểm hôm nay đang nhắc tới. Trọng điểm là má biết má vẫn làm cho Bonnie không được vui. Nó là Thất Bả So, là sự thật khách quan. Má đâu có nói xấu gì nó, chỉ tại nó tinh thần không vững đâu thì trách người khác. Má Mi à, cổ là lựa chọn đầu tiên làm con dâu tương lai của má. Giờ má làm cổ bỏ đi con trai má rất có khả năng lại độc thân, rất có thể cả đời này má không có con dâu đó. Giơ chân lên. Trời, giờ rút giận lên má hả? Sớm biết vậy đã không nhờ má giúp, càng giúp càng rối. Được, được thôi, không giúp chứ gì. Sau này thẻ tín dụng, học phí, tiền tiêu vặt má cũng không trả cho con đâu. Kim Thành An, con như còn trẻ lắm, chưa hiểu hết sự đời. Rất nhiều người không như con tưởng tượng đâu. Con biết Bonnie được bao lâu hả? Nó thật sự không phải loại người như con đã nghĩ đâu. Này má đủ rồi đó nha. Bây giờ Bonnie đắc tội với má hay sao? Sao má có thể nói người ta như vậy? Kim Thành An, con từ giây phút này tuyệt giao với má luôn. Có gì một đứa con gái tuyệt giao với má hả? Phải đó. Con bước ra khỏi cửa đi. Con bước ra khỏi cánh cửa này, má sẽ không trả tiền thẻ cho con, không đóng tiền học cho con, không cho con tiền tiêu vặt nữa. Đừng năn nỉ má nha. Má yên tâm đi, con sẽ không hạ mình trước thế lực xấu. Con không tin ông ngoại sẽ không đóng giùm con. Thằng quỷ, còn chưa hút bụi xong mà bỏ đi rồi. Thằng quỷ, làm trò con nít. Quỷ luôn kết bạn Facebook với mình. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng bà Đồng Thiện. Thiện, chị Thiện. Không, tôi muốn nói là tiết 8:30 ngày hôm kia của giáo sư Chu tôi không có đi. Hình như thầy có nói cô ghi chú đề thi. Cô có thể cho tôi mượn tập để photo không? Ai trời ơi, tôi quên đem rồi. Tôi cũng không đem, tôi để ở ký túc xá, tôi lên đó lấy nha. Không cần gấp đâu, chuẩn bị lên lớp rồi. Chừng nào cô rảnh thì lấy. Không gấp thật sao, cô sẽ không tìm tôi trả thù chứ? Trả thù cái gì? Còn nói nữa, tôi không cố ý đâu, đừng có trả thù tôi nha. Làm gì vậy ta? Chú Lăng Lăng. Chú Lăng Lăng. Chào buổi sáng bạn gái.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay nhìn ai cũng kỳ lạ quá vậy? Xem ra bác thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy cậu nói đi. Dạ biết. Thượng Thiện, biệt danh Bà Đồng Thiện, người giống như tên, tiêu biểu cho nghị quân tử, tâm tính ác độc, lòng đạo kỹ nặng, thù dai cực kỳ. Vì ganh tị khi thấy nhà văn Thất Bả Xoa có thành tích cao, cố ý ra tay hạ bệ là Bà Đồng của giới xuất bản. Ác độc. Thì ra có người nói xấu tôi, hèn chi mà ai cũng sợ tôi hết. Ơ, bác gái đừng mà, điện thoại này con mới mua đó. Tôi hỏi cậu đó. Đừng hỏi con là ai giết nha, con sẽ không làm thằng phản bội đâu. Nhiều chữ sai như vậy, tôi nghĩ có khờ cũng biết là Kim Thành An viết đó. Quan trọng nhất là đoạn sau mà nó viết. May mắn con trai của Thượng Thiện Kim Thành An không bị Thượng Thiện bỏ bùa, là đóa hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, tâm tính lương thiện, không kinh sợ thế lực, càng hiếm hơn là có nhan sắc hơn người, đẹp trai tuấn tú. Đủ rồi, bản thân cậu đọc xong không muốn ói hả? Cái thằng quỷ này, viết về bản thân thì không sai gì hết, tới chữ đồ cũng biết viết. Nếu bà đã biết hết rồi thì lúc nãy bà còn hỏi con làm gì? Tôi hỏi cậu giờ nó đang ở đâu. Bác muốn đối phó ảnh sao? Ảnh là con trai của bác mà. Những gì Kim Thành An nói đều không phải là sự thật, ngoại trừ một câu: thù dai cực kỳ. Tôi nghĩ cuộc sống của nó gần đây bình yên quá rồi, đã tới lúc phải cho nó một bất ngờ. Lần này đúng thiệt là thu gì cũng phải trả hết. Nè, An à, hôm nay anh học hết tiết chưa? Học xong rồi thì mau đi đi. Chuyện gì vậy chú Lăng Lăng, chuyện gì vậy? Bác gái đã biết chuyện anh nói xấu bác ấy rồi, bây giờ đang tìm anh khắp nơi đó. Nhanh vậy sao? Chờ, tôi đăng được lên mạng cũng biết trước, má sẽ biết mà. Đã kêu anh đừng có ghi xấu bác gái mà anh cứ không chịu nghe. Chú Lăng Lăng à, hay là để tôi dẫn thuật lại cuộc đời liêm chính của tôi. Kim Thành An tôi, tâm tính lương thiện, không kính sợ thế lực, dũng cảm lật đổ sự thống trị tàn ác của Bà Đồng. Tôi hỏi anh, trong lịch sử của cuộc cách mạng nào mà không đổ máu? Không có. Chỉ cần cuộc cách mạng thành công thì tôi chính là anh hùng mãi mãi. Anh làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ muốn trút giận giùm Bonnie thôi mà. Phải đó. Ai kêu má tôi là Bonnie? Cho dù đó là má của tôi cũng không có nghĩa là tôi phải chịu sự kìm hãm về tư tưởng. Hơ, má đe dọa tôi kìa, tôi mới không sợ được. Chà, sao vậy? Bác gái đăng hình của anh lên trang thảo luận của nhà trường đó. Hình gì vậy? Thủ đoạn của bác gái thật quá thâm độc, không ngờ còn đăng hình khỏa thân của anh công khai với mọi người. Nếu anh còn không sửa lời đoạn văn đó, tôi sợ lần sau chắc là không có trái táo này che đâu. Chà, hình hồi nhỏ thôi mà, ai mà có hứng thú coi đâu. Wow, gì nữa vậy? Rất nhiều người đang bình luận là muốn coi bản không che kìa. Anh đừng có coi nữa. Thì vì Bonnie, vì dân chủ, cho dù má có bao nhiêu hành vi áp bức cũng không cách nào ảnh hưởng được tôi. Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Không phải thấy tôi đẹp trai, ngưỡng mộ tôi phải không? Không phải, tôi chỉ là không hiểu tại sao anh có thể 2 x 2 cộng 3 thôi. 2 x 2 cộng 3 là gì? Thành ngữ hả? Nè, viết sao vậy? Gọi cho ai vậy? Bonnie đó. Tôi định kêu cổ lên mạng coi thử tôi trút giận giùm cổ như thế nào thôi, nhưng gọi mấy lần cô cũng không nghe. Bonnie, anh gọi cho em nhiều lần lắm rồi, sao em không nghe máy vậy? Vậy sao? Chắc em để chế độ rung nên không nghe. Có phải là còn giận anh hay không? Hôm đó anh thật tình không cố tình làm em giận đâu mà. Nhưng em yên tâm đi, anh đã trả thù giùm em rồi. Trả thù? Cái thằng quỷ này đã vì cô mà lên mạng nói xấu bác gái. Còn nói bác gái nào là có tâm linh ác độc, lòng đố kỵ nặng, cố ý hạ bệ Thất Bả Xoa đó. Thực sự là hành vi tự sát đó. Gì đây? Có phải cảm động lắm không? Sao anh có thể nói bác gái vậy chứ? Anh mau xóa hết nó đi. Trước đó anh đã nói với má là em không thích người ta nhắc tới Thất Bả Xoa. Hôm đó má lại liên tục nhắc làm cho em không được vui, cho nên anh trả thù giùm em thôi. Không phải mà, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Vậy là sao? Em... Ê, đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Thông minh ha, lần đầu tiên xài thành ngữ mà đúng như vậy. Bác gái, không cần chào hỏi má anh đâu. Hai người cũng vậy, có tôi ở đây, không cần phải sợ. Xin chào bác gái. Nè, sao vậy? Chúng tôi không muốn chết trên tay của bác gái. Bởi vì nhất định sẽ chết rất thê thảm. Rác rưởi,
Kim Thành An, má biết việc làm này của con là vì muốn bảo vệ bạn gái, nhưng sức chịu đựng của má có giới hạn. Đừng thử thách giới hạn của má, nếu không con sẽ chết rất thê thảm. Má đe dọa con hả? Con không sợ. Bạn gái con ngồi đây cài chim với má chỉ khiến con mất mặt thêm thôi. Con mới không sợ má đó. Con nói cho má nghe, con nhìn má bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay con phải kể hết mấy chuyện xấu xa ra. Đủ rồi, anh đi theo em. Bonnie à, sao em lại kéo anh đi? Hồi nãy đang chiến đấu mà. Đủ rồi, anh đừng có đấu khẩu với bác gái nữa. Tại sao vậy? Các em cũng coi thường anh, cảm thấy anh nhất định sẽ thua hả? An à, em không đáng được anh đối xử tốt như vậy đâu. Em nói gì vậy? Má mì anh mới là thất bại xoa. Em nói cái gì? Má là thất bại xoa, vậy còn em? Em chỉ là một trong số những người hâm mộ thất bại xoa thôi. Em vẫn mong muốn được như bác gái, trở thành một nhà văn nổi tiếng. Trước đó có một biên tập tên ông Hà tới tìm em. Ông nói đã đọc bài viết của em, cảm thấy phong cách viết của em rất giống thất bại xoa, cho nên ông kêu em đóng giả thất bại xoa tới buổi ký tặng sách. Sao em có thể làm như vậy được chứ? Em biết ăn cắp thân phận của người khác là sai. Em cũng không định đồng ý với ông Hà đâu. Ai ngờ em bị ông ấy dụ ngọt mấy câu, nhất thời mê muội, nên em đã đồng ý. Cho nên em không dám tiếp tục dùng thân phận thất bại xoa nữa, càng không dám lên nhà anh ăn cơm vì em sợ gặp má của anh. Có phải vậy không? Thằng con bất hiếu như anh liệu có bị trời đánh không vậy? Chắc chắn anh đang rất ghét em, coi thường em đúng không? Có phải anh muốn chia tay không? Anh không biết nữa. Giờ anh rối quá, em để cho anh yên chút đi. Con xin lỗi má mi, là con đem bất hiếu, con đã trách lầm má rồi. Được rồi, lần này má tha thứ cho con. Thật hả? Ừ. Má mi à, lần đầu con phát hiện ra trên đầu má có hào quang đó. Vậy sao? Má làm sao vậy? Không phải má nói tha thứ sao? Sao chuyện gì đã đánh con tới tấp rồi? Má nói tha thứ cho con thôi, không nói là không đánh con. Quá đi. Con bất hiếu như vậy, đánh con là nhân dưỡng con lắm rồi. Con làm cho chị hai có biệt danh mới là bà đồng thiện đó. Bây giờ sinh viên nào cũng sợ chị hết. Đừng yên đi. Bé hai à, thật ra mấy đứa thanh niên á, nó mà quên lắm. Tóm lại có tin lá cải gì mới á thì tụi nó sẽ quên đi chuyện này nhanh thôi hả? Con xin lỗi mẹ. Mọi người không cần nói tốt, nói đỡ cho nó nữa. Có ai ngờ được thất bả xoa mà em yêu thích nhất chính là chị hai đây nè. Nè, nói gì thì nói, ký cho em cái tên đi. Em không lên mạng đọc tin sao? Thất bả xoa đã gắt bút rồi hả? Hả? Hèn chi mà trước đó chúng ta mỗi lần nhắc tới Bonnie thì chị hai lại nổi giận đùng đùng. Thì ra của giả mạo chị hai. Trời ơi, trước giờ ba luôn nghĩ Bonnie đó gia đình nghiêm khắc như vậy, nhất định là đứa con gái tốt, ai ngờ nó lại làm ra những chuyện như vậy. Ba ơi, có phải cái máy giặt bị hư rồi không? Con vừa mới nhận phí bản quyền, mua cái mới cho ba nha. Vậy thì tốt quá rồi. Con đi lấy đồ trước. Dạ, nó đi lấy đồ. Nè, Kim Thành An hình như có cái gì đó không vui. Tất nhiên rồi, nó phát hiện bạn gái của mình thì ra đóng vai ác, còn làm cho bản thân hiểu lầm má của mình. Thật ra nó cũng từng tuổi này rồi, thất tình là chuyện bình thường thôi. Nhốt mình ở trong phòng ngủ 2-3 ngày, ra ngoài lại là trang hảo hán. Ba ơi, hả? Khuya rồi, con về trước đi, đi ngủ sớm. Vậy hai ngủ không? Em lên làm việc tiếp đây. Con cũng đi ngủ sớm đây. Ba. Hả? Qua đi đã. Ba. Thật ra cái thằng quỷ này á, lần đầu thất tình, con sợ nó làm chuyện khờ dại, ba có chừng nói giùm con. Bé hai à, cái máy lạnh ở phòng khách nhà mình á, hình như nó cũng muốn hư rồi đó con. Được, cho con cái danh sách, một lần một báo hết cho con nha. Con yên tâm đi, thật ra không cần con nói, ba cũng sẽ coi chừng thằng cháu ngoại của ba mà. Không sao, không sao. Vậy con đi nha. Được. Chưa gì đã bỏ theo dõi mình rồi. Lần này xong thiệt rồi. Ông ngoại, sao mà như người mất hồn vậy? Đang nhớ tới bạn gái nữa hả? Nhớ gì nữa, cũng chia tay rồi. Đùng một cái trở thành một người lạ thân thuộc nhất.